ចាសទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានផ្តល់កិត្តិយសដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកចំពោះការបញ្ជូនអយុធ្យាពិសេសមកទទួលលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកដែលផ្ទាល់ដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានទទួលធ្វើសវនកម្មនិងពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនម្សិលមិញនេះមានការជួបជាមួយមេវិជាការជើងគោកអគ្គមេវិជាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយព្រឹកនេះតាមដែលកូនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងគឺប្រហែលជាពេលនេះជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអេគីសដាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយព្រោះលើតាជួបម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនេះឥឡូវយើងម៉ោង 9:00 នៅទីនេះនៅជប៉ុនម៉ោង 11:00
chúng tôi nâng cao chất tổng đại từ lơ tổng đại trong đó rồi em bật tay từ hai kiếm vô sọp từ lơ à với đại bật tay từ pi từ em biết trong nâng cách giả còn ba ca nơi bê cả bốc nơi không bị sai nhiều thì rob trang ca thư xong yết ru vào sân bờ miền cả chạm bạch thư xong yết lơ từ đây cao một chi ăn miền quanh nhà tại ở đây là trong trang bán xong yết na cả đói cua tờ bao ti muối cứ thì hơi thở tụt cát rứ co chui xong cua không hoàn dài ti pi phải chăn phê vẹt cam à nắng chia xong yết được trong trang bài à xong yết quay kia à nắng trong hoạt trang trang bài cứ xong yết phải chăn phê vẹt cam à nắng cứ bất chấp miên ca ca thở tờ miên ca phải yết đấy chỉ vui phụ phê vẹt cam còn tại xong yết được trong trang bài mùi tiếc cứ sòng nhất tệ tên đằng ca xong cổ cổ mòn tài của tư ho tức chùm luôn rèng sụt lương chê phê lẹ nhuôn ho rư co ở bạc đại hệ tây đại ca làng và nắng cư chỉ rương đại dương dân tự chê kia và to tiết nơi không đầm nào này đầm nào phụ tập bốc rồi bỏ chương nơi không ca phần rừng tổng đại nó phép cho đại cư vô tập xa rồi bỏ chương អរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ទាំងឡាយដែលមិត្តជប៉ុនបានផ្ដល់សម្រាប់យើងសម្រាប់យើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឧត្តមសេនីយ៍អាចហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបអិសរជនកម្ពុជាច្រើនរបស់ជប៉ុនដោយរាប់ចាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអគ្គសេនាធិការកងស្វ័យការពារនិងមេបញ្ជាការកងស្វ័យការពារជាដើមថ្លែងពីលើវេទិកាចម្ពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្
mùi xâm rạp ở đông dân này ảnh hôn mà nét hơi bà cực chập tăng bị chân nằm bị bọn đọc đòi khổng nút chân nằm bị bọn đọc rầm bầy nâng chân nằm bị bọn mà phê bí. Ở đông dân này ảnh hôn mà nét bàn chua phơ ca chỉ mùi nì dô rõn môn trái chấp bọn đòi tự bầy rụp rút tự hơi. Bần thaym bì nì dô rõn môn trái nè Campuchia bàn chặt tục thạt xâm rạp đông ná tư sản ạc kết ở bọn ở đông dân nâng chuốc xâm đánh cá cú xóm chìm môi nâng đi dô rõn mần trầy cho bọn ní à chặt túc chìa lẹ cả nạp bì xe mối. Khân ông châm nóng lẹ cả nạp bì xe này phần này cả tụt đài chìa cả bằng hành ở khơi nơi tầm nẹ tầm nóng bì xe mối ở rồi viên Campuchia nâng chìa bọn. Cảm vị thí ní ô bà thăm đòi bồ rây Golden Park. Bồ rây Golden Park công rộng đất nét cho rõ sở lạ thông mà chìa.